Chào bạn, tôi biết là rất nhiều người quan tâm về lá số của tôi hay là của con tôi. Thì trong cái clip hôm nay tôi cho các bạn xem lá số của con tôi cũng như cách mà tôi làm sinh cơ cải vận như thế nào, để các bạn hình dung là với con tôi có những lựa chọn và những cái giải pháp như thế nào. Đầu tiên thì tôi cũng phải nói trước là trong cái tứ trụ thì có hai phần. Nếu các bạn học chuyên sâu thì nó sẽ có cái cách cục. Tuy nhiên là nếu mà nói vào cách cục thì tôi chắc rằng là nhiều người sẽ không biết và không hiểu. Nên là ở cái phần này thì tôi chỉ diễn giải cho các bạn dễ hiểu về đại vận thôi. Có nghĩa là tôi mang đại vận ra, tôi phân tích và tôi làm theo đại vận để các bạn hình dung cái cách làm cụ thể. Ví dụ là nếu cái lá số tốt thì mình chọn như thế nào, lá số xấu thì mình làm thế nào, chẳng hạn như vậy. Thực ra là có ba cái lá số nhưng mà tôi đang không hiểu là mình đang làm thì tự nhiên là nó mất điện và lúc khởi động lại thì lại mất luôn lá số, nên là tôi mới chụp được hai cái hình này. Tôi ngại gõ lại nên là tôi phân tích luôn. Đây là cái lá số đầu tiên của bạn đầu tiên, hay tôi còn gọi là cậu cả. Thì đặc trưng như tôi nói với các bạn là tôi không nói cách cục, vì nói cách cục các bạn không hiểu, nên là tôi nói về đại vận thôi. Ví dụ đại vận thì tất nhiên là nó mới còn trẻ con thì chưa vào đại vận, đúng không? Tuy nhiên là chúng ta phải xem trước. Ví dụ là có hai đặc trưng nó đắc lệnh. Đắc lệnh ở đây là tỷ kiên đắc lệnh vào giai đoạn 22 đến 31 tuổi. Giai đoạn này là giai đoạn được nói đúng ra là được bạn bè giúp, đúng không? Và sau đấy thì kiếp tài không đắc lệnh thì không sợ, thiên ấn không đắc lệnh. Tuy nhiên là tiếp sau là đến tận 52 mới có ấn, đúng không? Thực ra 52 với nước ngoài thì nó cũng vẫn là sớm, 52 mà có quyền lực thì cũng là sớm rồi các bạn, đúng không? 52 quyền lực, nhiều tổng thống còn là bảy mấy tuổi cơ mà. Bảy mấy tuổi mới lên tổng thống. Đây 52 có ấn thì thực sự cũng tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta nếu mà nhìn xét tổng thể cái đại vận thì các bạn thấy là có thể, đúng không? Có thể ví dụ nếu chúng ta muốn một cách cầu toàn nhất thì ví dụ là ở cái từ giai đoạn từ bé đến lúc giai đoạn bé là cái giai đoạn này là bình thường, đúng không? Giai đoạn này là bình thường đấy, xong giai đoạn này mới lên này, đắc lệnh mà. Đắc lệnh, không đắc lệnh thì nó xuống, đúng không? Không đắc lệnh thì xuống chạy bình thường đấy, xong giai đoạn này nó mới lại lên này. Chúng ta hiểu nôm na như vậy. Thì như tôi có nói với các bạn rằng nếu mà chúng ta cầu toàn, cầu kỳ thì chúng ta có thể một là bắt lấy cái giai đoạn này. Đây, giai đoạn này là giai đoạn trung niên. Hai là chúng ta bắt lấy cả hai. Đấy, tại vì nguyên tắc làm sinh cơ thì tối đa là được hai sinh cơ. Ví dụ là tôi làm một cái sinh cơ từ bé đến lớn, đến giai đoạn 31 của nó là theo cái này để được tuổi trẻ, để được bạn bè giúp cũng được, đúng không? Hai là sau đến này, sau 30, sau 31 thì tôi mới lại làm tiếp một cái sinh cơ hành thổ này để nó có quyền lực, đúng không? Đấy là có hai cái giải pháp. Tuy nhiên là thông thường nếu mà làm thì tôi vẫn sẽ tư vấn cho mọi người sẽ chỉ làm một thôi, tức là chọn một cái giai đoạn tốt nhất. Ví dụ ở đây có cả hai, mà đây là trường hợp tôi nói với các bạn là tốt nhì của tôi tính nhá, cái tốt nhất là sau 3 ngày thì là nó còn đẹp mỹ mãn nữa cơ, nhưng mà không hiểu sao hôm đấy là đẻ sớm nhỉ. À, tôi có kể với các bạn rồi, trường hợp này là vì cái tốt nhất của nó thì lại không an toàn cho mẹ, tại vì lại là sát của mẹ, cái ngày đấy là sát của mẹ rất nguy hiểm, nên là tôi phải lùi lên 3 ngày để an toàn cho mẹ thì được hai cái này cũng là ok.
thì cái sinh cơ thực tế tôi đang làm cho bạn này là như tôi nói là tất cả sẽ sang gì kích cái mậu thổ này, kích cái mậu thổ này luôn từ bé luôn các bạn nhé, sẽ tìm cách kích và đón luôn cái này từ bé. Và như có nói với các bạn là để phù hợp với cậu cả màu vàng này thì tôi cũng sẽ kích hoạt luôn mình theo. Đấy, hoàn toàn có thể kích hoạt được theo các bạn nhé. Đấy, thế mới hay. Các bạn xem nhiều clip của tôi thì sẽ thấy là đấy, đấy là một lá số, còn là rất là lạ là lá số rồi. Tôi vừa quay lưu màn hình cho các bạn thì không hiểu sao nó mất luôn. Đây là lá số của cậu ba 8 tháng tuổi. Thì các bạn thấy là ở đây là có, cũng là đẻ sớm các bạn nhé. Trường hợp này cũng là đẻ sớm. Đây, trường hợp này cũng là đẻ sớm thì 41 tuổi được thiên tài đắc lệnh này. 51 tuổi là sang thiên quan, cái này là nhâm thủy, cái này là tân kim đúng không ạ? Đấy. Thì giai đoạn trước là như thế này đúng không? Giai đoạn trước là nó cứ bình, xong lên đến đây mới phát, xong lại phát nữa đúng không? Đấy, là số này là để sớm ngoài dự kiến mà cũng còn rất là đẹp. Và một đây là một trường hợp là có thể thích kích thủy lẫn kim. Và hai giai đoạn rất là đẹp. Phát sau 41 tuổi đã phát rồi. Đấy. Thiên tài này thì có thể đi buôn được đúng không? Làm ăn buôn bán kinh doanh. Còn cái lá số trước thì làm về chính quyền được. Đấy. Trường hợp này thì kích thủy. Kích thủy thì chúng ta chọn màu đen. Đấy. Sẫm màu. Sẫm màu bên này. Có nghĩa là cái giai đoạn đi lên này sau 41 tuổi, lẽ ra 41 tuổi mới phát thì chúng ta có thể kích cho nó. Nếu chúng ta làm sinh cơ thì có nghĩa là chúng ta sẽ kích cho nó cả cuộc đời, nó sẽ đi theo cái hướng này. Đây, các bạn hiểu mục đích của làm sinh cơ chưa? Thì cái này là sẽ đi theo hành thủy. Đây. Và tôi đang làm hai cái sinh cơ, ba cái sinh cơ giống nhau đúng không? Một cái thủy, hai cái thổ. Bao giờ xong rồi sẽ cho các bạn xem.